Theo như truyền thông báo chí đưa tin, vào chiều tối ngày 15 tháng 2 năm 2020, sau gần 48 giờ phong tỏa ngã ba tỉnh lộ 15 và đường Võ Văn Bích để vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi, thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng như các lực lượng chức năng của địa phương đã tháo dỡ các rào chắn cho người dân đi lại bình thường trên tuyến đường này. Lập tức ngay sau đó, có hàng trăm người dân nhanh chóng tiếp cận khu vực căn nhà hoang để xem tận mắt nơi Tuấn Khỉ đã ẩn náu trong gần 15 ngày lẩn trốn. Đến sáng ngày Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2020, lượng người dân hiếu kỳ từ các tỉnh kéo nhau về đây xem lên đến con số hơn 1.000 người. Sau khi xem mặt tiền phía trước căn nhà Đức Thành Võ Duy Hinh, số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và căn biệt thự kế bên, thì người dân hiếu kỳ tiếp tục đổ dồn về mé sông phía sau căn nhà hoang để tiếp tục chụp hình và quay phim đăng lên mạng xã hội thỏa lòng hiếu kỳ. Trong quá trình quay phim chụp ảnh, thì họ liên tục trao đổi với nhau nhiều thông tin về việc Tuấn Khỉ đã di chuyển thế nào từ rừng cao su ở ấp Bốn Phú về căn nhà hoang, hay ai đã tiếp tế đồ ăn thức uống cho đối tượng Tuấn Khỉ có thể sống sót trong những ngày bị truy lùng ráo riết. Theo quan sát tại hiện trường của kênh Bản tin sớm, thì đoạn đường qua đây có lúc bị ùn tắc không thể di chuyển được. Và kênh Bản tin sớm cũng xin được tóm lược lại vụ việc truy bắt này. Sau 14 ngày truy lùng ráo riết, thì đến tối ngày 13 tháng 2 năm 2020, Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, đã bị lực lượng công an nổ súng tiêu diệt tại huyện Củ Chi. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang là Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin cho báo chí trong cuộc họp báo chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 về quá trình truy lùng và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, nguyên Thượng úy Công an quận 11, nghi can đã bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương tại sông Bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông chiều ngày 29 tháng 1 năm 2020. Cũng theo đại tá Quang, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và cực kỳ phức tạp, nên lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã phải thành lập một ban chuyên án gồm toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của ngành công an. Sau 14 ngày truy lùng và đến chiều tối ngày 13 tháng 2, cơ quan công an đã đưa lực lượng đến bao vây một căn nhà hoang tại khu đất rộng gần 10.000 m2, một mặt giáp sông tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, nơi được cho là Tuấn Khỉ đang ẩn nấp, và đây cũng là nơi giáp ranh giữa ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Nhiều phương án tiếp cận ngôi nhà được thực hiện, và do phía sau căn nhà hoang là kênh rạch cũng như tiếp giáp với tỉnh lộ 15. Ban chuyên án đã đưa ra nhận định, sau khi chống trả quyết liệt lực lượng thi hành công vụ thì rất có thể Tuấn Khỉ sẽ lợi dụng vào địa hình phức tạp nơi này để chạy trốn. Nên ban chuyên án đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải vừa bảo đảm truy bắt được Tuấn Khỉ, vừa đảm bảo được an toàn cho lực lượng truy bắt cũng như những người dân sống xung quanh khu vực vây bắt. Trong quá trình tiếp cận ngôi nhà hoang, Tuấn Khỉ đã dùng súng AK để chống trả lực lượng truy bắt. Cụ thể là Tuấn Khỉ đã bắn 3 phát, trong đó có một phát bị lép, buộc lực lượng cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt. Cả quá trình vây bắt và tiêu diệt Tuấn Khỉ diễn ra trong vòng 50 phút. Theo chia sẻ từ giới truyền thông báo chí tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng AK mà Tuấn đã gây án, cũng như 9 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng và 8 viên còn lại vẫn nằm trong hộp tiếp đạn của khẩu AK. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 2 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được nghi can Tâm, tên thường gọi là Tí Bà Dòm, sinh năm 1987, quê quán ở tỉnh Tây Ninh và sống tại huyện Củ Chi. Đối tượng Phạm Thanh Tâm đã bị khởi tố và truy nã về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi cầm tiền của Tuấn Khỉ, Tâm đã bỏ trốn xuống Bến Tre thuê một phòng khách sạn lưu trú tại đây. Sau vài ngày ẩn náu thấy không thoát tội, nên sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020, Phạm Thanh Tâm, tức Tí Bà Dòm, đã liên hệ với Công an thành phố Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn ra đầu thú. Chuyên án truy bắt Tuấn Khỉ tạm thời khép lại, nhưng theo chia sẻ từ giới truyền thông báo chí thì lực lượng công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án.
đó. Bung ra tới đó công an phục rồi nứt cả má nó cày hết lên đây kiếm lên rồi cái nó nằm thôi nó công an nằm nó chạy công an nằm chạy nó nằm mà thằng này nó không chưa khỏe không có ban đêm bữa tối mà vô nhà thằng bay rõ đứng dậy cậu mà nó chơi 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 súng hai giáp để giật lấy súng hai giáp giật không nó nằm xuống nếu bắn nếu mà như vậy thì cầm này có lẽ là nó đổ mấy phát là nó mới bung ra nó nổ rồi nó chạy ra là nó tiếp cận là đã nó biết bắn ra là mới bao nhiêu nó biết bị lậu rồi đó còn đó còn tách cái viên luôn mà chính viên vậy cái thằng ấy lấy nói chính xác luôn cái thằng mà báo cái thằng mà gì nói ra, dẫn ra nãy đó nó hỏi còn bao nhiêu đạn còn 8 viên nó quá trúng vậy nào không vô hả vô cái thằng mà gì ở Bình Dương đó nó điện thoại mà không phải nó đó hợp sĩ đó nó đạn còn 8 viên sao súng trúng quá vậy trùng dấu quá vậy thấy không trùng dấu quá trời nó không tỏ hết mà đường bưng đường gì nó cũng không tỏ nó bít lắm hết tên cũng ngay cả Phú Bà Đồng giờ cũng còn chưa dỡ đại chắc bắn xong rồi có dỡ đại chứ cũng chưa dỡ đại đúng không nghe còn bánh nãy dạ không có không dạ cái sơ hở nhất ở đây là cái đổi để bán mấy mạng cá này là mấy con cá còn tôi á tôi đón cái lộ ngoài bị xì dân theo á với đem cơm nước nè theo mấy cơm nước theo mấy cơm nó theo á nó chỉ hai đứa đó thôi.